Máy đo huyết áp 1 triệu và máy đo huyết áp gần 3 triệu. Vậy 3 triệu này có đáng để đầu tư hay không? Còn xin chào bà con ha. Thì máy đo huyết áp hiện giờ trên thị trường có rất là nhiều, những dòng máy vài trăm ngàn thôi, đến những dòng máy phổ thông thì từ khoảng 1 triệu 2 cho đến 1 triệu rưỡi. Đó là nhiều người sử dụng nhất nha. Còn có những dòng cao cấp hơn là nó đến từ 2 triệu mấy cho đến gần 3 triệu. Đó, vậy nó khác nhau chỗ nào? Đó. Nếu mà như hồi xưa khuyên á, cô chú mình đừng có mua những cái dòng quá rẻ dưới 1 triệu, nó không có tốt đâu. Tại vì những cái dòng cỡ tầm khoảng 1 triệu á, đến 1 triệu rưỡi là nó rất là uy tín, được hãng, chính hãng của Myrolife hoặc Amrong bảo hành cho chúng ta là 5 năm. Và theo cái tiêu chuẩn rất là sát sao của châu Âu và Mỹ ha. Thì đây là cái dòng 1 triệu 250, nó chỉ đơn giản là đo huyết áp, đếm nhịp tim, có thêm bộ nhớ, rồi kiểm tra tim, loạn nhịp và chúng ta có ngày giờ nhớ ha. Rồi, còn cái dòng 1 triệu 500 ngàn thì chúng ta sẽ có tương tự như cái dòng 1 triệu 2 này. Và chúng ta có thêm chức năng là đo thông minh 2 lần liên tục và thêm một cái cục biến điện. Một cục biến điện để giả sử bác sĩ một ngày đo nhiều bệnh nhân không cần xài pin, hoặc là ông bà mình ở dưới quê không cần phải mua pin nữa, thì cái dòng này là thông dụng ha. 1,5 triệu, 1 triệu cho đến gần 3 triệu này thì đều được bảo hành chính hãng 5 năm, nếu mà hư là hãng đổi mới ha. Rồi, vậy còn cái dòng mắc tiền như thế này, cô chú mình thấy nếu mà như tại sao chúng ta mua cái dòng rẻ và mua dòng mắc, nếu mà như nhà mình cái điều kiện kinh tế hạn hẹp á, thì mình có thể mua dòng này cũng khá là tốt, bảo hành 5 năm chính hãng nha. Còn nếu mình thoải mái hơn về kinh tế, mình có thể chọn dòng cao cấp này. Tại vì thứ nhất á, là chúng ta sẽ có những cái dòng đo chức năng thông thường nó khá là chính xác rồi. Bên cạnh đó là chức năng cực kỳ quan trọng, đó là cảnh báo đột quỵ luôn. Rung tâm nhĩ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ khui máy nha. Thử xem cái dòng máy này. Chúng ta sẽ có cái dòng khuôn cứng thay vì cái dòng khuôn mềm. Cái dòng khuôn cứng á, để khi mà chúng ta đeo vào bên tay thì nó sẽ tránh bị dao động và sai lệch, đặc biệt là cho ông bà mình lớn tuổi và dễ sử dụng ha. Chúng ta cầm những cái móc vô tay như thế này nè. Rồi, đây là dòng 360 độ thì khi chúng ta xoay theo chiều nào cũng được, hoặc là xoay ngược ra phía sau gì cũng được, cũng rất là chính xác nè. Còn cái dòng mềm thì bắt buộc cái cọng dây phải nằm giữa tay theo kiểu truyền thống ha. Chúng ta có một cái cục biến điện nè. Và đây là cái thân máy. Thì cái máy này cũng được bảo hành 5 năm chính hãng, hư là đổi máy mới ha. Máy rất là đẹp, mỏng. Và chúng ta sẽ có hai cái tính năng: đo thông thường một lần và gạt lên cái tính năng là đo thông minh, lấy trung bình đo 2 đến 3 lần liên tục. Đó, thì độ chính xác sẽ cao hơn rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ còn thêm một cái chức năng nữa là cái kết nối điện thoại ha. Đo huyết áp, đếm nhịp tim, bộ nhớ, ngày giờ nhớ. Đó, và chúng ta có thêm là đo thông minh và cảnh báo sớm đột quỵ. Cái dòng máy này là 2,850,000, hàng chính hãng nha, bảo hành 5 năm. Đó. Thì giả sử chúng ta mua một cái dòng máy thông thường, sau này chúng ta có điều kiện chúng ta mua cái dòng máy này. Đó, thì nếu có điều kiện mình nên mua luôn, mua trước, thì chúng ta sẽ khỏi phải đổi máy mới. Tại vì chúng ta sẽ trong 5 năm đó mình sẽ xài được cái máy khá là xịn và có những cái tính năng cao cấp. Mặc dù bảo hành 5 năm nhưng mà máy này nó khá là bền, trên 5 năm luôn á cô chú ha. Đó, còn không thì ông bà cô chú mình có thể chọn những cái dòng phổ thông đơn giản thế này. Đó, nên là nếu mà như tầm 2,850,000 thì có đáng để đầu tư hay không? Đó, cái đó là cô chú mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hồ Sơn để tư vấn kỹ hơn nghe. Hoặc là mình vào kênh Sức Khỏe 60 giây để mình xem sử dụng từng tính năng của những cái dòng máy này. Rồi, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Chúc ông bà cô chú mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.